Quang Phạm xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay là nhân dịp cúng tuần thứ sáu của chú Út, nên Quang đến Quang thăm gia đình ngoại và sẵn đem hai lốc sữa Ensure. Đây là phần tiền của anh Thông với dưới chị Tiền ở Canada. Đây phần này là 400 ngàn nha. Thì Quang trích cái phần tiền của anh Thông với chị Tiền ở Canada gửi cho Quang. Thì Quang thì vô lâu lâu Quang mua sữa cho ngoại uống nha. Thì Quang cũng thay mặt cho gia đình ngoại thì cảm ơn anh Thông với chị Tiền ở Canada rất là nhiều. Chúc anh chị dồi dào sức khỏe và làm ăn phát tài. Thì sẵn dịp đây thì Quang đến để Quang đem cho ngoại sữa uống nha. Và thứ hai nữa là Quang cũng đã đem cái phần tiền của chị Yến Tạ ở Canada gửi cho Quang 100 đô Canada nha. Là 1.754.000. Thì Quang đến để Quang giao cho thím Út. Mời quý cô chú anh chị và các bạn hãy theo chân Quang Phạm để vô thăm nhà của ngoại và sẵn đây là cúng từng cho chú Út luôn nha. Ừ, chào nhóc. Sáng ăn gì chưa em? Sáng giờ ăn rồi. Rồi hả? Sáng ăn gì? Mày. Ờ, no chưa? No rồi. No rồi ha. Cái này có bộ tươi quá ha. Chào ngoại. Chào ngoại. Dạ, bữa nay con đem sữa đến cho ngoại uống nè. Dạ. Ngoại uống sữa nha. Ngoại cầm không nổi đâu, nặng lắm. Dạ, để đây nè. Rồi. Dạ. Dạ, tôi Dượng Ba lấy cho ngoại một hộp uống đi Dượng Ba. Dạ. Chào ngoại. Ngoại mấy nay khỏe không? Mà chưa ai còn đau hoài con à. Đau hoài hả? Ngoại uống sữa cho nó mà nó khỏe nha. Ngoại uống sữa cho khỏe nha. Ăn ta cho khỏe hả? Không, ngoại uống sữa cho khỏe. Sữa con đem đến cho ngoại nè. Sữa của anh Thông với chị Tiền ở Canada đã gửi cho ngoại. Dạ. Nè ngoại uống sữa đi ngoại. Uống đi cho khỏe. Dạ, uống cho khỏe ngoại. Uống cho khỏe. Uống vô cái là khỏe liền hả? Ừ, ngon không ngoại? Ngon. Dạ. Uống đi, uống vô mạnh dỗi. Dạ. Đây là phần quà này là của anh Thông với chị Tiền ở Canada đã gửi cho ngoại. Ừ. Giống vậy lụt. Mới vô anh Quang. Ờ, mới anh mới vô lụt. Bay xuống được, tao mừng vậy là mừng. Dạ, dạ. Mừng lắm con. Dạ. Chẳng là bày bỏ rồi chứ. Dễ gì con không bỏ ngoại đâu à. Không có bỏ ngoại đâu à. Dạ. Sao trăm ngày con. Dạ dạ. Không biết bờ nào bà ngoại chơi ra. Không đâu, ngoại còn khỏe lắm à. Dễ gì. Bữa nay cúng từng cúng từng thứ sáu của chú Út nè. Con đến cúng từng thăm ngoại luôn à. Chơi khờ chung mà ngay sao biểu bay xuống là dành có mua cái gì chứ không tiền ông bà sao biết cái này không có đi mang gì được. Dạ yeah. Nhưng mà cũng mua sữa cho ngoại uống thì được, con đâu có đem cái gì nhiều đâu, chỉ có mua sữa cho ngoại uống thôi à ha. Dạ ngoại uống thì ngoại mua nhiều tốn tiền. Dạ yeah, mua nhiều tốn tiền, chỉ mua sữa cho ngoại uống thôi. Mua sữa cho nó ngon quá ngon. Dạ yeah. Ngoại ăn không được là ngoại uống sữa nha. Nha. À, yeah. Ăn xuống thăm ngoại nha con. Dạ. Đừng có bỏ tao chết bất tử, mấy đứa này sẽ không có biết đường nào nó đi kiếm bây giờ. Dễ gì con đến thăm ngoại hả? Không được. Dạ. Không ai được cái gì. Tao quýnh là mày dạy cho nói chuyện à. Để ngoại nói chuyện bé Quỳnh. Con xuống là mày có được. Dạ. Không có con xuống mà còn lắm. Dạ. Mừng lắm ơi. Dạ mừng thế ngoại. Mấy nay ngoại có đi chợ không? Sao bây giờ không có đi chợ. Đi đâu được. Có ai nữa đâu. Giờ cần. Con với anh Cang ẩm ngoại đi chợ nghe. Con với anh Cang ẩm ngoại đi chợ. Chịu không? Nghe, con ẩm đi chợ nghe.
Nè nè. Nhất ngoại uống đi cho nó hết nhất ngoại ha. Nhất đây. Đó, Lùng mua bánh ướt cho ngoại kìa. Đút cho ngoại Lùng. Đút cho. Ăn đây, ăn miếng thôi. Đút miếng bánh ướt cho ngoại. Cho nó khỏe. Ăn không có được. Nhai miếng đi. Nhai. Cái gán ăn đi. Hấp luôn, hấp luôn. Hung gai, đút bả Diệu hung gai nãy luôn rồi, để ngoại uống sữa đi. Ê, ngoại uống sữa đi. Uống sữa đi ngoại. Chắc ngoại ngoại thích mà ít ăn lắm. Ngoại uống đi ngoại cho nó khỏe. Ngoại ăn không được rồi ngoại uống nghe. Sữa này à. Dạ. Con mua. Dạ. Mua chi con. Mua chi con. Mua chi. Chúng ngoại uống. Dạ mua cho ngoại uống cái gì Quang nó mua sữa đó con mua nước ngọt cho ngoại uống nó tiêu dạ. Thấy anh em ta lại không thấy bây giờ buồn à dạ chừng nào thấy mặt hai anh em mà xuống được bà mừng lắm dạ dạ, thấy ngoại với Quang sẽ tới lui thăm ngoại ơi mày lắm ngàn con dạ 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 nhìn cái nè mừng vô cùng dạ mừng vô cùng các bạn dạ. Mừng lắm con ơi văn rụng hết trơn ngoại còn gắn không còn à, à còn cái núi không ạ bằng ai cho tao một cục vàng mày ơi à, đúng rồi chế cho bà Cốc con ăn coi à, bánh 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 gạo nó cứng á, ngoại không nổi đâu, nó cứng. Ừ. Con ăn đi, con ăn đi. Bánh mềm á. Ừ, con lấy bánh mềm. Trời lấy rau câu cho ngoại ăn. Kinh lắm rồi nha. Dạ. Không có bỏ ngoại nha. Rồi dạ. Kinh lắm rồi. Đừng bỏ nghe con. Dạ dạ dạ. Mừng quá mừng. Ai cho bằng cho tao cục vàng hai đứa xuống mà được rồi mừng ai sợ hai đứa bây không bây không có xuống á vậy là hai con quý hơn cục vàng hả ngoại biết đâu tìm kim dạ 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 mừng quá mừng quá cờ chi mình ăn nay cờ dạ giờ này mình mãi cờ làm không tao nói cờ trời tao nói hai đứa rồi tao mới nằm ở trên cây gối mà tao nước mắt tao sôi xuống ướt cây gối gì vậy dạ rồi nó hai đứa nó hổ bỏ tao à đâu mới có vắng hôm qua ngoại ơi mới có một ngày hả cô ba mày nó gầy dạ nên nay không thẳng nơi xuống về về dạ rồi nó chắc nó bỏ tao rồi mẹ mừng quá mừng nghe dễ gì không có bỏ ngoại đâu ngoại ơi à. Con không có bỏ ngoại đâu à. Lâu lâu rồi con xuống thăm ngoại hả à. Nha à. Ngoại giữ gìn sức khỏe nha gán uống sữa nhiều nhiều vô dạ ngày vài ngày cây xuống thăm ngoại là nghe con dạ chờ mỗi ngày mỗi đi đâu được đúng rồi ngoại vài ngày con sẽ đưa xuống thăm ngoại một lần cái nào bà cũng biết à. Dạ anh dạy trước theo gì vài ngày dạ ở đây chúc ăn cơm với ngoại coi gì ăn đấy nghe con bữa nay ngoại tính đãi con ăn món gì à. Ngoại đãi con ăn món gì tao ăn gì bày ăn này dạ vì không lẽ bà ngoại ăn gì bà con ăn muối đâu dạ đúng rồi phải không đúng rồi ngoại hen ngoại... con dạ. Ngoại ăn gì là con ăn cái đó à
Thôi bây giờ ngoại, bây giờ ngoại uống uống hết sữa đi cho con vui đi ngoại ha. Wow, ngon không mày? Mấy gì chai sữa này chắc của con mua. Dạ dạ, con mới mua sữa cho ngoại đó. Con. Dạ. Đây là phần bánh kìa ngoại. Bánh này ngon. Ngoại. Ăn thử không ngoại, ngọt lắm. Nè. Ngọt quá bà ăn được. Cái này nó cũng không có ngọt lắm đâu, nó mềm eo hòa đã lắm ngoại, ăn thử coi. Ông ngoại cắn thử coi. Thử coi nó ngon không? Không được thì trả lại mấy đứa. Vậy là ăn không được không ngoại? Vậy là chả ngọt quá, ngọt bánh ngọt quá ngoại ăn không có được. Bánh nó dễ ăn đâu ngoại, nó mềm. Bánh nó hơi mềm. Chắc gì quá mới uống sữa vô ngọt. Tao không có uống rượu mà sao đồ ngọt không ăn. Mấy người uống rượu nhiều đồ ngọt ta không có ăn. Ngoại không uống rượu mà đồ ngọt ngoại không ăn. Mấy ngày nay ngoại có đi chặt củi không, đi lụm củi không? Cho con mượn cái hộp quạt cái nồi. Ngoại có đi lụm củi không? Đi đâu lụm củi? Không. Sao không? Hết củi rồi. Hết rồi, nó đúng giờ nó vô, nó chậm ra ngoài đi hết nổi mà. Đúng rồi ngoại, gọi đừng đi kiếm. Ngoài đi hết nổi rồi. Nó nấu rồi, nó không có, nó gán, nó chịu. Ngoài không đi kiếm nữa nha. Ngoài đi hết nổi, chứ không phải ngoại làm biên. Dạ, đúng rồi. Ngoài tối ngày. Dạ. Lụi hụi đi đầu này, lụi hụi ngoài đi đầu kia. Dạ. Bây giờ ngoại đi hết rồi là con biết à. Dạ dạ dạ. Ngoại cũng đừng đi kiếm nữa, để cho thím Út mấy đứa đi kiếm nha. Bữa nào ngoại kêu cô Ba đi lụm củi nha ngoại. Bữa nào ngoại kêu cô Ba đi lụm củi nghe. Kêu cô Ba mà. Ừ. Sao đây? Kêu nó đi về sau ngày không được nồi cơm. Kêu nó đi về sau ngày không chín nồi cơm mà con. Cô Ba dở quá hả ngoại? Đi kiếm củi không được hồi, hả? Hồi nào tới giờ nó không có đi. Dạ. Mà tao đâu có cho đi mà. Mà ngoại đi không. Dạ. Xưa giờ là ngoại. Xưa giờ ngoại cưng cô Ba đó. Hồi còn trẻ là ngoại cưng cô Ba đó. Quá cưng cô Ba rồi. Chị Ba lặng cái một gì ta. Cưng lắm. Không có cho đi ngủ đồng. Không cho ngủ. Trời ơi. Quá mừng con ơi. Đúng rồi. Chị Ba lặng gái một. Ta tưởng là hai. Cô Ba là gái cưng của ngoại đó hả ngoại? Cưng chung bỏ sao. Sao nó không biết đường nào ra đi kiếm mà tại sao nó không xuống. Đúng rồi, tại vì nhà cũng nên chuyện gái đó ta. Cho nên là ngoại thương. Kinh là kinh quá trời, mừng quá rồi. Mừng lắm các con. Dạ. Qua mày thấy ba đứa cụ không? Dạ. Tao bèo về đâm dầu cũng gì. Đâm dầu ông nội con á. Dạ. Giờ cũng gì. Hai anh em phải xuống. Tao không biểu về mua cái gì. Bây đem xuống, bây xuống không sao. Tao cũng mừng hả? Tháng nào chị Ba? Tháng tư hả? Tháng tư hả? Ừ. Còn nó tối ngày chờ nó gì? Mà đi chơi đâu đó mày đi, chứ sao không cho mày đi mà. Mình đi đám dỗ ông ngoại đi. Con quan vô. Dạ. Mình làm cha làm mẹ mình phải giữ cho nó công bằng. Dạ. Đừng sơn ra này, đừng ghét ra kia. Mấy thằng này lớn lên cũng vậy. Dạ. Không giờ đi mà. Kìa, có nhà chào cậu chưa? Cậu Út chưa? Mới quan ra. Sung sướng gì đó. Dạ. Còn trao đây nào nó cũng mừng sao quá. Ừ, ơi đồ đẹp dữ ta. Còn ai với Cần Thơ. À. Còn ai. Đồ bữa hẩm mà chú Quang mua đâu? Ồ, ừ, đồ đẹp dữ ta, đồ chú Quang mua bữa hẩm đấy hả?
Ôi trời ơi, đẹp quá, đẹp rồi. Nó khen nó đó hoài chú Quang mua trời. Bận ra dáng lắm chứ bộ à. Cảm ơn ai cho tiền. Được rồi con ơi, không có gì đâu. Diệu Hiền ăn rau câu cơ bộ ngon ha. Diệu Hiền ăn rau câu dừa cơ bộ mát ha Diệu Hiền. Được không? À, được không? Được không? Được ngon ha. Rau câu cô ba làm đó ha Dương Ba. Thấy Diệu Hiền bữa nay thấy khỏe hơn cô Dương Ba. Thấy khỏe hơn không? Ăn được không? Được rồi ăn đi. Dạ, con không biết mua gì thôi, con mua. Ngon không? Ngon. Ngon thì ăn nữa, ăn lại gai thôi, đừng có nhiều nghe, còn nó chổng tùm tùm á. Ngon ăn đi. Thấy Diệu Hiền ăn đang được cũng mừng ha. Ăn được mừng á cô bà. Ăn sao nó uống hoài vậy? Ừ. Ối ha. Hay là nó ăn không tiêu. Cái đậu nó ăn không tiêu hay gì? Dạ dạ. Ăn gì ối ra nấy hả? Ăn gì ối ra nấy? Tiêu không? Nội ăn rau câu thì ối ra rau câu. Có chua không? Chua, chua hả? Vậy không tiêu rồi. Tiêu ổn ra ăn nè. Cái nắp ra đây mình thấy nè. Hôm nay đang qua sốt nóng quá trời. Hôm nóng còn rồi lại. Còn thùng nhiều sao, sao thấy mốt? Cô cho uống lòng thuốc cô. Sốt, sốt rồi. Rồi đợi nước đá về làm đâu. Cho uống lòng thuốc sốt đó ha. Rồi nó hạ sốt chuyện qua múc rồi mề dịch cho nó ăn, bới gần chén cơm nó ăn rồi tối con cười giỡn, sáng khỏe ngồi uống nước trà, tự đi ngồi uống trà không ai cờ, không ai kè trơn á, tự đi lên. Sáng thím Út che cái mền cho nó ngủ nó biết hết trơn luôn. Diệu Hiền. Diệu Hiền.